Thưa quý vị và các bạn, lễ hội Đền Bà Triệu năm 2024 sẽ được tổ chức vào ngày 31 tháng 3, tức là vào ngày 22 tháng 2 âm lịch tại khu di tích quốc gia đặc biệt Đền Bà Triệu. Ban quản lý khu di tích đang tích cực phối hợp với xã Triệu Lộc và huyện Hậu Lộc thực hiện các bước chuẩn bị. Theo Ban quản lý khu di tích Đền Bà Triệu, việc chuẩn bị cho lễ hội đang được tập trung triển khai theo đúng kế hoạch ban đã phối hợp cùng với chính quyền địa phương tổng vệ sinh môi trường chỉnh trang khuôn viên khu di tích đền bà triệu đình làng Phú điền và các di tích phụ cận thông tin tuyên truyền trực quan bổ sung các bản biển chỉ dẫn về khu di tích đền bà triệu và các di tích phụ cận thì chúng tôi cũng đã triển khai thực hiện xây dựng hệ thống pano ảnh nhằm giới thiệu tuyên truyền quảng bá đến du khách và nhân dân giới thiệu về các di tích trọng điểm của tỉnh thanh hóa các lễ lễ hội di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh Ninh Hóa và đặc biệt là giới thiệu về khu di tích quốc gia đặc biệt đền Bà Triệu cũng như là một số di tích trọng điểm của huyện Hậu Lộc. Thời gian qua, Trung tâm Nghiên cứu Lịch sử và Bảo tồn Di sản Văn hóa đã chủ trì phối hợp với các chuyên gia, đơn vị chuyên môn hoàn thiện bài thuyết binh giới thiệu về quần thể di tích quốc gia đặc biệt đền Bà Triệu, lễ hội đền Bà Triệu và các tour du lịch kết nối khu di tích đền Bà Triệu với các di tích phụ cận trên địa bàn huyện Hậu Lộc cũng như trong tỉnh, đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên, thuyết minh viên.